Bây giờ nếu các bạn có một cái niềm tin rằng khi mình vào nghề này là mình có cơ hội thay đổi cái nghề nghiệp của mình, mình có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình có tiền, mình có thể làm những gì mong muốn. Nếu các bạn có được cái niềm tin như vậy thì khi các bạn gặp khó khăn, trở ngại, các bạn sẽ vượt qua và các bạn sẽ trở